Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vòng đua thứ hai. Các cháu chọn chiếc xe màu vàng, màu đen, màu đỏ hay màu nâu nào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vòng đua thứ hai nào. 3, 2, 1, let's go! Xin chào các cháu. Các cháu có thích xem phim hoạt hình không? Còn ông kẻ tóc xù rất thích xem phim hoạt hình, và nhất là phim Vương quốc xe hơi. Vì thế, bàn của ông kẻ đã tặng cho một bộ sưu tập gồm 4 chiếc xe trong phim Vương quốc xe hơi 3. Nào, bây giờ chúng ta sẽ xem nào. Đây các cháu, bộ sưu tập gồm 4 chiếc xe rất là đẹp. Chúng ta chạy thử nào. Hello. Hello. Xin chào anh bạn. Anh bạn có đua không? Ok, tôi đua với. Nhưng ở đây không có đường đua. Vậy chúng ta sẽ nhờ ông kẻ tóc xù làm cho một đường đua nào. Đi thôi. Ông kẻ tóc xù ơi, ông làm cho chúng cháu một đường đua được không? Ok. Ông kẻ sẽ làm cho các cháu một đường đua. Vâng, cảm ơn ông kẻ. Chúng cháu đi đây. Những chiếc xe trong phim Vương quốc xe hơi 3 đang nhờ chúng ta làm một đường đua. Chúng ta suy nghĩ sẽ làm đường đua thế nào đây. Yeah, rất là đẹp. Chúng ta sẽ làm theo ý tưởng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xây dựng đường đua cho những chiếc xe từ Vương quốc xe hơi nào. We know.
xin chào các cháu. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cuộc đua. Và các cháu đoán chiếc xe nào nào? Chiếc xe màu vàng, màu đen, màu đỏ hay màu nâu này là chiếc xe sẽ bay xa nhất? Ông kè tóc xù đoán là chiếc màu đỏ sẽ bay xa nhất. Dạ. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nào. 1, 2, 3, let's go! Có một sự hỏng hóc, đó là chiếc màu đen không thể chạy. Và bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt cho anh bạn này chạy nào. 1, 2, 3, let's go! Ok! Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nào. Chiếc xe nào sẽ bay xa nhất nào? Yeah! Theo quan sát của ông kè tóc xù, thì đó là chiếc màu nâu bay xa nhất. Vâng, chính xác như vậy. Đó là chiếc màu nâu. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vòng đua thứ hai. Các cháu chọn chiếc xe màu vàng, màu đen, màu đỏ hay màu nâu nào? Ông kè tóc xù vẫn chọn chiếc màu đỏ. Đây là chiếc xe mà ông kè tóc xù rất yêu thích. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vòng đua thứ hai nào. 3, 2, 1, let's go! Và bây giờ cuộc đua đã hoàn thành và chúng ta sẽ đi xem kết quả nào. Theo góc nhìn ngang thì là chiếc xe màu đỏ là chiếc xe bay xa nhất. Xin chúc mừng những cháu nhỏ nào đã chọn chiếc xe màu đỏ. Các cháu đã chọn chiếc xe yêu thích cho mình chưa? Chiếc xe màu vàng, màu đen, màu đỏ hay là màu nâu là chiếc xe bay xa nhất. Nào, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện vòng đua thứ ba nào. 3, 2, 1, let's go! Vâng, bây giờ có kết quả thay đổi rồi đây. Chúng ta cùng xem nào. Vâng, theo như góc quay này, góc quay ngang đường đua, thì chúng ta đã xác định được chiếc màu vàng là chiếc bay xa nhất. Đây, chiếc xe chiến thắng ở vòng đua thứ 3 đó là chiếc màu vàng. Xin chúc mừng các em nhỏ đã chọn chiếc xe màu vàng. Và đây là một cuộc đua, vòng đua khắc nghiệt và tới 3 chiếc xe bị lật. Bây giờ là vòng đua chung kết. Giữa 3 chiếc xe đã thắng ở 3 vòng đua 1, 2, 3. Các cháu đã chọn chiếc xe yêu thích cho mình chưa? Ông kè tóc xù vẫn chọn chiếc xe màu đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cuộc đua nào. 3, 2, 1, let's go! Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả nào. Let's go! Ở góc nhìn ngang đường đua thì chúng ta đã xác định được chiếc xe màu đỏ là chiếc xe bay xa nhất. Và xin chúc mừng những cháu nhỏ nào đã chọn chiếc Lightning McQueen. Các cháu đừng quên đăng ký kênh, like và bình luận cho ông kè tóc xù nha.